hôm nay còn còn một người tự hỏi thăm dì ba là hôm qua có ai đó chơi gì dì ba chị nói nghe nè, biết sao nó mua rồi nè, ta đâu biết thật quên thôi mà nói đúng ra đó, nhỏ tầm bậy nó muốn phá chị em nói thiệt được đó, em nói chị ví dụ như đó mà người ta đổi thì mình cảm ơn lại cho mình thôi, người ta mới đổi mà đúng chứ đâu có phải gì được. Mày nghe chị nói không, chị em đi hả lại hả sao trời lại cười ghê lắm luôn. Nó bây giờ em nói đúng nha, nó muốn phá chị. Em có hỏi nè, nếu mà cô là khách hàng, con giới thiệu rằng mua, nếu mà không ngon thì con sẽ làm cô đi. Đúng rồi, đúng rồi, chị đó vậy đó. Rồi, rồi mình làm ăn đàng hoàng. Hỏi chứ tự nhiên cô ăn mấy lần cô ở đây? À, không có cần, trời ơi, ăn bả nếu như năm giờ. Bà mới là luôn. Thơm cô. Không, rất là ngon, cô nói thiệt. Đây là một khách hàng đấy. Bà hơi xui đúng không? Bắt luôn thôi. Một khách hàng rất là dễ thương và khách hàng lâu năm nha. Rất là dễ thương, hồi xưa tới giờ là cô đi ba lâu lắm rồi. Hồi đứa ở đây còn nhỏ luôn. Không, ý con nói cái này mà hôm qua đó em coi cái mạng á, em thấy em bức xúc, em nói thật với chị vậy đó, tại vì mình mắng vốn người ta mình phải có đúng vậy, phải có cua hay là có gì nó mới nói ra được, nó bằng cái miệng mà như mà nếu có ba con mà đưa có một con nói đúng ra là muốn phá chị mà đây muốn phá chị, một khách hàng thân thiết của dì ba nha, người rất là thương dì ba luôn, anh từ xưa luôn á. Mấy là nhỏ. Anh đã rất là lâu rồi và hôm nay quay lại mua của dì ba nữa nha. Đây, mua rất là ngon nha. Quá luôn nè. Cô mấy con nữa. Cô mua con thấy rồi nhưng mà cô coi mạng có thấy con người là dì ba có cuộc là nhỏ con. Có nhiều người phá lắm chứ đúng không? Dạ, người ta muốn phá con. Chắc thấy bán được con hả? Sao con? Thấy dì ba bán được cái... Nó vậy đó con, thế kệ đi. Cuộc sống là vậy. Chờ phá, chờ hạn. Chết rồi. Nhưng mà người này cô nói cô ăn cua dì ba bao lâu rồi? Lâu rồi, 30 năm là biết dì ba rồi. À, anh 30 năm rồi hả? Hồi xưa là dì ba bán ở trong chợ miền Tây á, chợ lớn cũ hồi xưa đó. Là cô biết dì ba hồi đó mấy đứa sợ nhiều đứa còn dạ, chưa sành ra anh. Một khách hàng là thân thiết. Cô ba nói đúng ra cô ba rất là dễ thương. Dạ. Với lại cái tánh cô ba đó thì thật thà đó mà cô. Dạ, được dễ thương lắm, thật thà lắm ha. Đây các bạn thấy không, hôm nay là một khách hàng của dì ba, cua dì ba nha, đã từng ăn cua của dì ba 30 năm nay rồi và cho biết dì ba là một người bạn cua rất là dễ thương, thật thà, tình cảm nữa. Thật thà, dễ sống, đi đâu cũng thường người ta thương à. Cái phần mà ví dụ như mà mình hung dữ hay là mình không được đàng hoàng ngồi đi thì không ai mà thích mình được hết á. Nhớ chị. Không em đi liền. Theo như con đi đi la nó ngồi tồi lắm luôn á con. Đúng ra nó đúng là không phá gì ba, nó thật sự. Chứ còn mình bấm vốn người ta cũng nhiều tư cách. Nói nhẹ nhẹ thôi. Mình nhiều tư cách lắm chứ không phải là mình vậy được. Khi nào người ta ăn cả đi là hà rồi. Nếu khi nào mà đúng ha. Thì mình nói người ta. Còn không đúng thì thôi chứ không phải phá người ta. Cô nói thiệt chứ nếu mình phá người ta nó sao này không có hậu quả hết trơn. Theo như người gần đây kể lại thì hôm qua là có một số người tới là phá của dì ba nha. Phá và cô giống như gây sự nha, gây sự với dì ba thì hôm nay là một khách hàng của khách hàng lâu năm của dì ba tới thăm hỏi và động viên dì ba, thậm chí là mua thêm cua để về ăn. Không phải mà như thì được những cái thông tin mà người ta có một người tới là phá tiệm cua và nói dì ba bán cua là không đạt chất lượng cao thì có thể thông tin này là không chính xác như các bạn, đây chỉ là cái sự phá hoại của người khác thôi. Cái này xương ngon lắm á chị ba. Cục cốm này. Đây dì ba một cốm là 1 triệu 1 ký thôi dì ba. Con cốm cốm này. Không ngon lắm á. Con dì ba đúng hồi xưa ăn cua này không á chị ba. À nó ngon không á. Ở đây ăn không á. Dạ chưa. Dạ rồi cảm ơn cô. Chào cô. Wow. Cô dì ba ăn đây nè. Cốm cốm này. À bảy ơi lấy cho con. Giống hết nè. Dạ. Ủa phải đây ăn hết. Sáng có dĩa. Đây, cua được cân ngay tại chỗ đó nha các bạn. Sai hổ sai. Ôi nè, mấy con em anh. Ai cũng thích là anh ơi, 420. À, thôi, tốt. Anh đây anh coi. Chú lấy hai con cớm hả tí? Hai con. Bao nhiêu con? 420. Đúng không? Đập luôn đó chị ta ơi. 410. Chú là 420.
hoa hả? Trong hoa biết chút 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 chút